nha. Đấy, đây là các cái dòng app của bên mình đây. Rất là nhiều luôn, hàng 3 pha, hàng 1 pha phục vụ anh em. 3 pha thường, 3 pha 4 cực này. Đây. 3 pha chống giật này. Hàng 150A này. Anh em trông thấy cái ốc của nó anh em đã thấy thích chưa? Đấy. Đây. Hàng cốc đại này. Đấy, bên mình đang dọn hàng này. Cốc đại 30A này. Đấy. Hàng Fuji này. 10A này. Đấy. Các loại luôn anh em nhé. Rồi hàng Mitsu này. Đấy. Đây. Rất nhiều hàng luôn anh em. 3 pha 4 cực. Đấy. 3 pha 4 cực này. Hàng Hàn này. Đấy. Rồi. Đây. Rất là nhiều hàng anh em nhé. Phục vụ anh em này. Đấy. Đây. Cốc Nhật này, cốc Hàn này, phục vụ anh em này. Đấy. Cốc chống giật nhá. Chung là rất là nhiều hàng ngập tràn luôn. Nha. Chống chập này, 50A, 60A này. Đấy, anh em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ nhé.